Ngày 27 tháng 12, trên mạng xã hội, chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái mặc đồ Grab ngồi bên đường ôm mặt khóc nức nở đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo dõi đoạn clip gần 1 phút cho thấy, cô gái chạy Grab bike sau khi chở khách đến khu vực chợ đã bị đối tượng lừa mượn chiếc điện thoại rồi biến mất. Sau một hồi đứng chờ bên ngoài không thấy vị khách trở ra, thì nữ tài xế xe công nghệ mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Theo một số nhân chứng cho biết, cô gái chạy Grab bike chở một vị khách từ đường Trần Nhật Duật đến khu vực chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi xuống xe, nam thanh niên ngỏ ý mượn điện thoại để vào trong chợ chụp mẫu hàng. Vì quá tin người, nữ tài xế cũng cho khách mượn điện thoại và đứng bên ngoài chờ. Sau 15 phút, không thấy khách hàng mang điện thoại ra trả, cô vào tận phía trong chợ để tìm nhưng không thấy. Lúc này, nữ tài xế xe công nghệ mới phát hiện mình đã bị lừa. Nạn nhân khóc nức nở vì lỡ tin lời khách mà để mất chiếc điện thoại, vật dụng để kiếm ăn hàng ngày. Nữ tài xế Grab bike kể, em chở nó từ Trần Nhật Duật xuống chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Nó cứ nói luyên thuyên cái gì ấy, rồi nó bảo em cho mượn điện thoại để vào chợ chụp mẫu. Bây giờ mất điện thoại rồi. Bàng hoàng, lo lắng vì lỡ tin lời khách đặt xe rồi bị lừa mất điện thoại. Cô gái hoang mang chẳng biết làm sao, chỉ biết ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Lúc này, có một người đàn ông lại gần hỏi thăm tình hình, rồi cho nữ tài xế mượn điện thoại để gọi điện cho người thân. Vừa gọi điện cho người nhà, cô gái đã mếu máo khóc nói. Em mất điện thoại rồi, chở nó xuống Trần, từ Trần Nhật Duật xuống chợ Nghĩa Tân. Nó nói liên thiên cái gì xong nó bảo là cho nó mượn máy vào nó trong chợ nó chụp mẫu. Ôi giờ mất điện thoại rồi. Lúc này có lẽ đối tượng là lừa đảo. Lúc này, có lẽ đối tượng lừa đảo đã đi ra khỏi chợ bằng lối khác và cào chạy xa bay. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xôn xao. Một số người dành sự thương cảm đến cô gái, đồng thời cũng không khỏi trách móc cô khi quá ngây thơ và tin vào lời người lạ như vậy. Đồng thời, dân mạng cũng lên tiếng khuyên mọi người nên cảnh giác, đặc biệt là các tài xế chạy xe, bởi trong thời điểm cuối năm là thời điểm các đối tượng trộm cắp lừa đảo hoành hành. Liên quan đến vụ việc, đại diện truyền thông Grab sáng ngày 28 tháng 12 cho biết, đơn vị đang cử người xác minh làm rõ. Theo đại diện đơn vị này, Grab mới chỉ tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội, chưa thấy đối tác gửi phản hồi về vụ việc. Chúng tôi chưa xác nhận được phản hồi của đối tác về việc bị lấy mất điện thoại. Có thể vì bị lấy mất nên tài xế chưa kịp báo. Xem qua camera cũng không xác định được biển số xe của tài xế. Grab cho biết, sẽ cử người xuống khu vực nữ tài xế báo bị mất điện thoại nhờ trích xuất camera xác định phương tiện, làm rõ liệu người báo mất có phải đối tác của Grab hay không. Do hình ảnh ghi nhận trên mạng xã hội không rõ ràng, thiếu thông tin nên việc xác minh khá mất thời gian. Nếu đúng sự việc nữ tài xế của Grab bị lừa mất điện thoại, chúng tôi sẽ có phương án hỗ trợ, vì đại diện này cho hay.